có cái nồi một cái cục bột năng nhỏ như vậy nè, thì mình làm cái miếng bột khoai ấy, để mình nấu chè, mình ngắt nhỏ xíu là nhỏ nhỏ thiệt là nhỏ, cái này là cũng hơi bự. Đây là nửa củ khoai mì, nửa củ khoai mì nhỏ lắm, mình cắt ra mình ngâm với nước muối, rồi một củ khoai lang mình cũng ngâm cho nó trắng luôn. Còn đây là sầu riêng, đúng ra cái món chè này không có sầu riêng đâu, nhưng mà tại vì mình thích khẩu vị, mình thích sầu riêng bỏ vô cho nó thơm, mình chỉ lấy khoảng chừng muỗng thôi, sầu riêng đông lạnh. Rồi người nhà của mình thì lại thích ăn đậu, mình thấy chè này không có đậu đâu nhưng mà người nhà mình thích ăn đậu cho nên là mình sẽ bỏ vô một miếng đậu, đậu đen, đậu đen họ hầm sẵn rồi bây giờ mình sẽ đi bắt nước, mình luộc cái khoai, mình cho khoai mì vô trước, cái khoai mì nó lâu mềm hơn thì mình cho vô trước. Sau khi nước sôi mình để cho nước sôi rồi mình bỏ khoai mì vô và mình cho thêm tí muối. Khoảng chừng 5 phút sau á, thì mình bỏ khoai lang vô. Mà các bạn lưu ý là mình bỏ nước vô luộc, mình luộc với lửa nhỏ để cho khoai nó mềm và ít nước thôi. Tại vì mình còn phải cho nước dừa vô nữa. Cho nên nếu các bạn bỏ nước luộc nhiều quá thì chè nó sẽ bị loãng. Bây giờ mình cũng đang lưỡng lự đi. Một nửa thì mình muốn bỏ nước cốt dừa. Nhưng mà tại vì mình chỉ nấu khoảng 2 chén chè thôi, nếu mà khui 1 lon nước dừa này ra nó dư nửa hộp thì mình phải để trong tủ lạnh, mình cất vào trong vòng 1 tuần mình phải làm một cái món gì đó mình chưa nghĩ ra. Mình sẽ bỏ sữa vào, mình đang lưỡng lự đây để khoai chín rồi tính. Sau khi cái 5 phút thì mình bỏ khoai lang vô rồi mình nấu thêm 5 phút, mình cảm thấy là khoai nó chín khoảng được 70% 80% rồi thì mình cho cái sầu riêng này vô cho nó thấm cái mùi nó thơm. Khi mà khoai bắt đầu chín rồi thì bắt đầu các bạn mới bỏ đường vô. Trong thời gian đó thì mình đi bắt lửa, mình luộc cái bột khoai mình vừa mới làm. Đậu đen này là đậu organic mình mua ở Costco. Thì bạn nào ở Costco Canada có thể mua cái này một thùng mấy lon á, rẻ lắm. Mình không có cần phải đợi ở chợ tàu giảm giá mình mua đâu, mà chợ tàu thì không phải là đậu organic. Thì mặc dù organic đi nữa mình cũng xả ra cái tô, mình lược đi nhiều nước để bỏ đi bớt những cái chất bảo quản đó. Rồi mình để ra rổ cho nó ráo. Khoai bắt đầu mềm từ từ rồi á. Thì mình bắt đầu đổ sữa vô. Sau khi bí quyết hai người thì giờ mình quyết định đổ sữa 10%. Mình thích ăn nước dừa nhưng mà thôi nhường, người nhà mình thích ăn sữa mình nhường. Đổ sữa 10% vô, sau đó mình đổ đường vô. Bạn nêm đường theo khẩu vị nha. Đây mình ăn rất là lạt, mình không có muốn ăn ngọt, mình chỉ bỏ 3 muỗng thôi. Mình để lửa nhỏ cho mình nó tan. Bên một cái nồi nhỏ nước sôi thì nó cho sôi, mình bắt đầu mình nếm mấy cái cục bột khoai này mình luộc ha. 2 4 5 mình nấu khoảng chừng 2 chén ăn, mình ăn 2 chén bây giờ. 6 7 8 10 11 15, bớt lửa lại. Mình đếm khoảng chừng 30, 30 cây nữa mình luộc. Sau khi lửa nhào nhào lên thì các bạn đổ bớt lửa lại. Bây giờ mình 10 số, mình để số 6 thôi. Ở đây mình có một cái ống vani. Mình cho tí xíu vani vô cho nó thơm. Cho vô nồi chè chứ không phải cho vô nồi luộc này đâu nha, tại sẵn mình quay mình đưa luôn. Lửa nhỏ nhỏ thì các bạn thấy rằng là
cái cục bột khoai mình bắt đầu nó nổi nổi lên trên. Để lửa nhỏ thôi, nó nổi lên hết rồi các bạn, trong vòng có 2 phút rồi. Bây giờ mình để cho nó thêm 2 phút nữa, mình sẽ vớt qua một cái tô nước lạnh, là tại vì mình chưa có ăn bây giờ. Mình nếu mà mình bỏ vô cái nồi chè thì nó sẽ nở ra rất là nhiều, nó đặc, mà mình để vô cái tô nước lạnh cho nó khỏi dính nhau á. Bây giờ nó sôi quá mình lại bớt lửa một lần nữa, mình để số 4. Và mình không cần luộc chín hết, mình luộc chín 8 phần thôi, tại vì mình bỏ vô nồi chè đó cho nồi chè nó sôi sôi lại, nó chín nữa là vừa. Chứ nếu mình luộc chín tới rồi mình bỏ vô nồi chè thì nó chín nữa, nó đặc thì nó sẽ mau đặc nước cái nồi chè. Bây giờ mình tắt bếp được rồi, mình có sẵn một cái tô nước lạnh đây, mình hớt mấy cái khoai này mình cho vô tô nước lạnh. Khói lên khó thấy quá hả. Khi cái nồi chè sôi lại thì mình bắt đầu mình đậu đen bỏ vô. Chè này mình cho đậu đen kỳ quá ha, nhưng mà thôi nhu cầu mình ăn sao mình làm vậy thôi, người nhà mình thích ăn vậy, mà mình nghĩ chắc cũng có thêm màu thêm mè cũng vừa đẹp vừa ngon thôi. Mình bỏ hành lon lon luôn đi, chừa lại mất công. Chờ cho cái nước chè này nó sôi lại, khi nào mình ăn á mình hâm nóng lại rồi mình bỏ bột khoai vô là ăn. Bây giờ mình chuẩn bị ăn chè rồi, mình ráo cái nước của cái bột khoai mình ngâm, mình bỏ vô cái bột khoai này vô nồi chè.